nhiên và hào hứng. 2. Tạo cơ hội trải nghiệm sáng tạo, nâng cao sự hứng thú cho học sinh trong việc học tiếng Anh, khuyến khích khả năng tự học, tự tổ chức, sáng tạo cho học sinh. Tạo nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cho những đối tượng yêu thích và muốn rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp. 3. Giảm bớt căng thẳng cho những người làm việc và học tập của các thành viên trong câu lạc bộ. 4. Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, bổ ích, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tiễn. Hoạt động của câu lạc bộ. 1. Nguyên tắc hoạt động. Câu lạc bộ sinh hoạt một buổi trên tuần và hoạt động theo sự tổ chức, điều hành của giáo viên phụ trách. Hoạt động của câu lạc bộ được xây dựng trên sự đóng góp về nội dung của giáo viên phụ trách và các thành viên. Các nội dung được lựa chọn dựa trên các tiêu chí, thu hút được đông đảo các thành viên tham gia, thúc đẩy được phong trào việc học tiếng Anh của nhà trường và các thành viên câu lạc bộ nói riêng và học sinh trong trường nói chung. Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động, khuyến khích các ý tưởng mới lạ, hình thức và hoạt động. Trong mỗi buổi học, giáo viên và các thành viên tham gia cố gắng chỉ nói một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh. 2. Hình thức tiến trình hoạt động của mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ. 1. Chào hỏi. 2. Tổ chức các trò chơi theo nhóm, cá nhân, theo chủ đề của tuần. 3. Các thành viên nói chuyện trao đổi chủ đề nhằm nâng cao khả năng nói, nghe, giao tiếp của tiếng Anh của học sinh, có sự gợi ý, quan sát và giúp đỡ của giáo viên phụ trách. Tranh luận, đưa ra một chủ đề liên quan và sau đó chia nhóm thảo luận về chủ đề đó. Thuyết trình hùng biện, các thành viên đăng ký tham gia các chủ đề thuyết trình của cá nhân hoặc của nhóm mình. Cùng xem những video clip do giáo viên đưa ra, sau đó là học sinh nhắc lại để rèn luyện ngữ âm, ngữ điệu và tái tạo theo trí nhớ ngôn ngữ của mình. Luyện hát một số bài hát tiếng Anh phù hợp và luyện kỹ năng nghe hiểu theo tài liệu của giáo viên phụ trách. Đấy là những cái mong muốn mà tôi là giáo viên phụ trách tiếng Anh mong muốn là các em sẽ thực hiện được trong một cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Về đối tượng tham gia, thứ nhất là thành viên câu lạc bộ là các giáo viên bộ môn tiếng Anh trong trường. Thứ hai là các giáo viên trong trường yêu thích tiếng Anh. Thứ ba là học sinh của các lớp trong các học tại trường. Mỗi lớp đăng ký và chọn khoảng 5 học sinh có khả năng nhất. Thứ hai là về điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên câu lạc bộ tiếng Anh. Điều kiện là người yêu thích môn tiếng Anh có quyền vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh. Quyền lợi, được tham gia vào các hoạt động chính thức của câu lạc bộ, tư vấn, giúp đỡ những khó khăn trong quá trình học tập, được tham gia các chương trình phối hợp giữa câu lạc bộ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao tiếng Anh và có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng câu lạc bộ. Về nghĩa vụ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi nội quy sinh hoạt của câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nội dung câu lạc bộ, tham gia các chương trình sinh hoạt của câu lạc bộ đúng giờ và đầy đủ. Trên đây là bản kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh của trường năm học 2017-2018. Và tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, sự ủng hộ giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh để câu lạc bộ đi vào hoạt động và mang lại những hiệu quả thiết thực nhất. Xin trân trọng cảm ơn.